Hello anh em, các bạn vừa xem cái đầu clip mình đi đường ấy, chị các bạn thấy đi rất là nhẹ nhàng không? Đây là chiếc Way cá, anh em thấy không? Way Alpha 100, nhưng mà cục máy rất là lạ đúng không anh em? Full nhá, con này lên là full máy của Fuelet 125 FI, đi FI luôn. Đây, anh em nhìn này, đấy, turbo. À, kéo lên bộ turbo này, thớt long này, để dùng làm gì? Dùng lọc gió của Way RSX 110 FI. Đấy, và thêm cái nữa này, mình mở ra cho anh em. Bơm xăng rất là lạ đúng không anh em? Bơm xăng bắt buộc phải khoét cái này. Thì bây giờ bọn mình sẽ dùng một cái miếng PPF ấy, loại cứng và mềm. Đấy, dày hơn so với cái ni lông dán. Và tiếp theo là mình sẽ làm để cho nó làm gì để cái FI này nằm vào đây. Vì cái yên này không có cách nào sửa lại được, nên là khi mà làm cho chám nhựa nó vào cứng quá thì nó sẽ bị gãy. Nó sẽ có hiện tượng ngồi, nếu mà ngồi thì nên nó gãy cái chân bơm này. Đấy, nên là mình sẽ phải làm cho nó mềm để nó ăn vào cái mút này. Đấy, ăn vào cái mút này rất là mềm, nó sẽ không bị gãy. Đấy, thì cái này là xe chế lại rồi nên là bắt buộc phải như thế. Chiếc xe này lên rất là nhiều đồ nhá, của anh trai là lên FI. Bởi vì tại sao? Vì anh bộ đội, anh ấy rất ít đi, nhưng mà mỗi lần là để xe lâu thì đề lên nó sẽ khó nổ, nên là anh ấy muốn chơi con là lên full FI. Thế là mình đã lên cho anh khách quen này. Đấy là full Fuelet FI, dây điện ECU rồi tất tần tật các thứ là của Fuelet. Riêng là cái lọc gió là anh ấy không thích đi lọc gió độ, nên bắt buộc là mình phải làm cái thớt lọc để chuyển cái lọc gió về theo vị đúng vị trí zin. Vì anh em biết con Fuelet nó nằm ở bên kia. Thế ok, hôm nay mình sẽ review cho anh em con Way. Bây giờ nổ máy lên nghe cho anh em nghe này. Vì trong cái video đầu mình quay bằng điện thoại, mình nổ ở trong phòng kín ấy, thì tiếng nó bị vả lại nhiều quá. Đây, tiếng thực tế nó đây. Anh em nhìn thấy không? Đây là mình đã ốp cái Oppo vào rồi. Đấy, tiếng máy đây. Đấy, con này là máy 125 nhá. Thì khi chúng ta lên máy như này thì chúng ta cần những cái gì? À, ok, chúng ta cũng bắt đầu thôi. Hello anh em, chiếc xe này là chiếc Way mình mới đầu là mình dọn kiểng ở ngoài thôi. Tức là dọn hết dàn lông, dàn vỏ. Mình dọn mình nói đến đâu ấy nhở? Di chuyển cái chỗ ấy, vì bên kia ở nhà người ta cần sự riêng tư, người ta không cho quay. Thì mình quay trở lại chút là đây là anh bộ đội, thì mới đầu mình dọn hết dàn ngoài, sơn lại càng gấp, rồi là thụt thiết các thứ, lên đĩa. Sau khi mà lên xong thì anh ấy lại yêu cầu thêm một cái nữa là xe anh để rất là lâu, nên là thỉnh thoảng anh mới đi, nên là anh muốn lên FI. Và cộng với thêm là lạ nữa thì anh thấy anh em Sài Gòn cũng lên rất là nhiều, lên cục máy FI cũng rất là nhiều, thì anh ấy yêu cầu mình là lên. Thì đây là khách quen thì mình chiều luôn, lên luôn. Full cục máy này ở cấu hình 125 nhá, 125 FI kim full dây điện Fuelet, full ECU, rất là đơn giản thôi. Cái này chúng ta chỉ cần sửa lại một tí chúng ta ráp lên thôi. Còn tiếp theo nữa thì nó như thế nào thì đấy là tùy tự từng lò độ, người ta độ như thế nào thì đấy mình không rõ. Nhưng đây là chiếc xe mình làm thì mình sẽ review cho anh em. Đầu tiên là thụt thì mình chơi thụt Racing Boy này. Đấy, tì rất là to, bình dầu rời, bảng Premier dành cho Way. Con này là tăng chỉnh này, cả ví bao luôn nhá, tăng chỉnh độ êm cứng ở đây, ở trong bình khí này, tăng chỉnh ở trên này này, tăng chỉnh ví bao đây này, nó giống như con Olin ấy, nhưng mà bản Olin Monkey các thứ đều tăng chỉnh được hết. Thì bây giờ tất cả rất là nhiều cái dòng thụt nó dành cho anh em, thì các bạn có thể lựa chọn Racing Boy, ESS, Adeline bản Diamond, hay là con Nitron DNA copy. Còn cao cấp hơn nữa thì anh em có thể sử dụng Rambo, Olin là luxury rồi. Còn anh em mà chơi còn khủng khiếp nữa thì anh em có thể chơi Takegawa, hoặc là anh em có thể chơi Showa loại rẻ cũng được. Con Showa cũng rất là ngon. Showa thì nó cũng chỉ có tầm 5-6 triệu một đôi thôi. Còn nếu anh em cao cấp nữa thì Nitron. Đấy, tùy lựa chọn của anh em thụt. Còn ốc thì mình sử dụng hết dàn ốc Saraya, tai tăng chỉnh của TQ6. Cái này là mình tặng khách, có khách lên nhiều mình tặng khách. Ok, đĩa trước, chủ xe lên đĩa trước. Bao tay anh em ngon không? Bao tay cúp 125 đấy, bao tay cúp 125 đấy. Có anh em nào đang chửi mình không? Đang chửi mình câu giờ, câu view không? Câu thời gian của anh em không? À, đèn G-Pass đây, tắt bật đèn.
nhá. À, tắt bật đèn này, passing luôn. À, thay nút passing thì cái này đơn giản lắm, anh em nào cũng có thể lắp được, đấu được rồi, xưởng nào cũng làm được rồi, đúng không? Lên đồ chơi tùy từng thẩm mỹ của mỗi người để lên thôi. Thì con này mình phối là đen bạc đấy. Và tiếp theo là bô, bô thì mình sử dụng bô Funel nhá, Funel zin thì lên cổ titan thôi đấy, không móc không biết gì nhá anh em. Mình quay trở lại cục máy. Cục máy thì mình review nhanh thôi. Con này là cục Honda Fuelet Odo 1300 cây. Odo 1300 cây Honda Fuelet. Tiếp theo nữa là lên cái lên cho cục máy 125 này. Thì mình chỉ đơn giản lắm. Đây, zin của nó là không có con ốc treo này. Mình sửa lại một tí để lắp ốc treo thôi là ok luôn. Đấy, các bạn thấy không? Sửa lại là lắp ốc treo ok luôn. Đấy. Và tiếp theo nữa, phun dàn dây điện thì chắc chắn chúng ta lên FI rồi. Thì chúng ta lên dùng luôn dây điện của nó, rất là rẻ, đặt hãng mới, có sẵn luôn. Phun dây điện ECU. Đấy. Và riêng có duy nhất một điều anh em có hai cách nếu chúng ta không muốn làm cái thớt lòng này. Đấy. Chúng ta không muốn làm thớt lòng này thì các bạn sẽ làm gì? Đơn giản lắm. Anh em nếu không muốn làm thớt lòng thì đi lên cái lọc gió trụ của Uma hoặc cây nen phát là ok luôn. Nhưng anh khách này không thích cái tiếng của lọc gió trụ. Đấy, trời rất là dị, không thích tiếng của lọc gió trụ nhá. À, khi lọc gió trụ kéo lên thì nó nghe ụt 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 đúng không? Nhưng mà tiếng này tiếng của lọc gió zin. Lọc gió zin thì mình sử dụng lại cái hộp đựng gió lọc gió này. À, anh em này, sử dụng lại hộp đựng lọc gió này. Và mình sử dụng thêm là đi theo đúng cái đường zin nên chúng ta sẽ phải làm lại một cái thớt chuyển này để lắp cho cái lọc gió. Đấy, lọc gió zin. Vì con Fuelet thì lọc gió nó ở bên này cơ, trên cao, rất là cao. Thì đây mình đặt cái lọc gió ở đây. Thì lọc gió thì anh em sử dụng con của con Way RSX bản FI ấy là ngon luôn, lên rất là đều. Và máy thì máy zin, không cần đụng chạm gì. 125cc rồi mà anh em. Khung sườn thì đi rất là nhẹ nhàng. Đặc trưng ấy của lên con này thì để nó mạnh ấy thì nó cũng chẳng mạnh hơn là mấy đâu anh em. Nó sẽ mượt mà hơn, ga giếc các thứ nó ngọt ngào hơn. Cộng với là gì? Nó là kim phun FI. Thì cái này là do nhu cầu sử dụng của anh em, nhu cầu chơi của các bạn thôi. Thích một con xe dọn để kiểm, dọn để lưu giữ thì anh em đều có thể lên được. Còn nếu mà anh em nào mà thích một con Way không bình thường thôi thì chúng ta lên máy 54. Đấy, thế là vẫn sử dụng ấy được. Nhưng con này là có nhiều khi là cầu kỳ hơn nữa thì chúng ta làm như này. Cái này thì nó mất rất là nhiều công và mất rất là nhiều thời gian để lên được một chiếc xe như này. Thế là anh em cân nhắc nhá. Còn lên thì vẫn lên được anh em ơi. Way các thứ các bạn vẫn lên được luôn. À, đây là con xe mình đã dọn full. Còn anh em nào xem review mà con xe mà lên đồ chơi đồ chiếc thế này thì anh em search quần béo mô tô vlog độ dọn Way 100 alpha là ra luôn. Thì chiếc này là mình đã lên review rồi. Chỉ khác là ngày xưa là đi cổ titan nhưng là đi bô zin của Way. Con này bây giờ mình đi bô zin của Fuelet. Đấy, một Funel, chính xác là Funel. Đấy. Còn cục máy thì anh em nhìn thấy lên liền lạc đẹp đẽ không? Đấy. Đó duy nhất là khi mà lên cái bình xăng này ấy thì chúng ta không thể sử dụng cái bình xăng của con mấy con đời mới đâu nhá. Mấy con đời mới mà chuẩn chỉ luôn cho nó ấy. Bởi vì tại sao? Vì là cái bình xăng nó sẽ to hơn, lắp không lắp vừa và chế lại cái đấy thì rất là khó hơn là so với việc là chúng ta làm lại từ cái bình zin. Cái này mình làm lại từ bình zin, chỉ đặt nó vào đây thôi, bơm xăng, hệ thống bơm xăng. Đấy. Ok đúng không anh em? Đấy. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn tại những vlog sau. Nhưng đây không phải là một chiếc xe mà gọi là dọn mới nhá. Chiếc này là chiếc gọi là nâng cấp anh em. Nâng cấp, mình chỉ sơn lại những cái chi tiết tàng, khung, thụt trước. Đấy, còn đâu là thay thế hết. Thay thế hết. Đấy, như bao tay bao trước này. Anh em thấy không? Bao tay này, của cúp 125 này, vù inox này, tay phanh Racing Boy này. Gần như là nâng cấp lên thôi chứ không phải là độ chế nhiều. Ok anh em, xin cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại các bạn tại những vlog sau nhé. Vì mình sẽ không làm review chi tiết chiếc xe này. Anh em có nhu cầu thì liên hệ PT Moto hoặc là Quân Béo Moto Vlog, Quân Béo Moto Hà Đông nhé. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại các bạn tại những vlog sau. Bye bye các bạn.